Hiệu quả cải cách hành chính được nâng cao nhờ áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Lượng khách quốc tế tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng mạnh, cho thấy tín hiệu tăng trưởng tích cực của ngành du lịch. Phát hiện 59 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại 3 cơ sở kinh doanh có điều kiện. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một loạt chính sách liên quan đến vấn đề kinh tế như hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thông tư quy định về giao dịch chứng khoán sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11 năm 2024. Từ ngày 1 tháng 11, có 9 chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, trong đó có 6 nội dung được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí. Đó là chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ thông tin được công bố trên Cổng Thông tin Quốc gia về hợp tác xã, chính sách hỗ trợ xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chính sách hỗ trợ tối đa 100% kinh phí cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu học tập từ mô hình hiệu quả, bao gồm tổ chức hội nghị, hội thảo, phổ biến kinh nghiệm, tham quan, khảo sát, tư vấn, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chính sách hỗ trợ tiếp cận và nghiên cứu thị trường. Một số chính sách kinh tế khác có hiệu lực từ tháng 11, đó là người dân cần có đủ tiền khi đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu. Thông tư quy định mới về mức lãi suất từ ngày 20 tháng 11 năm 2024. Nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện đề án nghiên cứu áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI tại Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hải Phòng. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI được thực hiện thường xuyên theo tháng, giúp người quản lý trực tiếp công chức theo dõi, đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động của công chức trong tháng đó. Việc theo dõi kết quả đánh giá KPI hàng tháng giúp lãnh đạo quản lý kịp thời phát hiện nguyên nhân dẫn đến nhiệm vụ triển khai chậm tiến độ để điều chỉnh. Từ khi áp dụng KPI, ý thức hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức Sở Khoa học Công nghệ tăng lên đáng kể, tỷ lệ hài lòng của người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Khoa học Công nghệ đạt hơn 95%. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Ban chỉ đạo 799 quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 725 của Giám đốc Công an thành phố về nắm tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Thắng, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố, thông tin tình hình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác phòng ngừa tội phạm tín dụng đen, tội phạm lừa đảo qua mạng, phổ biến quán triệt, vận động nhân dân, vai trò của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, thôn, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở trong công tác phòng ngừa tội phạm. Đồng chí cũng trao đổi thông tin những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tội phạm ở cấp cơ sở, đặc biệt là công tác nắm tình hình, phối hợp giữa các lực lượng công tác quản lý địa bàn và các hình thức cung cấp thông tin liên quan tới tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Cũng trong nội dung chương trình, các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố hướng dẫn các đại biểu truy cập vào trang fanpage HP22 Công an thành phố Hải Phòng và hướng dẫn cung cấp tin về an ninh trật tự cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cán bộ chủ chốt tại thôn, xóm. Hội nghị góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cung cấp thông tin, phát hiện các hành vi vi phạm, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm trong thời gian tới. Sau khi triển khai cung cấp dịch vụ 5G thương mại trong nước, Trung tâm Kỹ thuật Toàn cầu Viettel cho biết thiết bị đầu cuối hỗ trợ 5G ở nước ta còn hạn chế. Đây là một trong những thách thức khi nhà mạng triển khai mạng 5G tại Việt Nam. Hiện nay mới chỉ có 15% thiết bị đầu cuối hỗ trợ 5G, chủ yếu ở khu vực thành thị. Hàng trăm nghìn thiết bị xách tay từ nước ngoài, đa số là smartphone có phần cứng 5G nhưng bị khóa công nghệ, không hỗ trợ 5G ở Việt Nam. Vì vậy, các thiết bị này không sử dụng được dịch vụ 5G tại Việt Nam. Theo khuyến cáo của nhà mạng Viettel, khi mua hay xách tay thiết bị đầu cuối từ nước ngoài về Việt Nam, người dùng cần tìm hiểu các thiết bị đó có hỗ trợ 5G ở Việt Nam hay không, hoặc kiểm tra các thông tin về 5G trên vỏ máy, trong phần hướng dẫn sử dụng, website của hãng và phải hiển thị lựa chọn mạng 5G trong phần cài đặt. Liên quan tới việc không quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua các sàn thương mại điện tử có giá trị nhỏ, tại phiên thảo luận ở Hội trường Quốc hội về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, nhiều đại biểu tán thành việc không quy định miễn thuế với sự phát triển của thương mại điện tử, hàng hóa có giá trị nhập khẩu có giá trị nhỏ, có khối lượng ngày càng lớn.
Theo số liệu thống kê, vào thời điểm tháng 3 năm 2023, hàng ngày có khoảng từ 4 đến 5 triệu đơn hàng thương mại điện tử giá trị nhỏ được vận chuyển qua biên giới về Việt Nam. Nếu miễn thuế sẽ dẫn đến việc không thu được một lượng thuế khá lớn, chưa kể có thể dẫn đến tình trạng xé nhỏ giá trị đơn hàng để tránh thuế. Bởi vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ bỏ quy định về miễn thuế VAT với hàng giá trị nhỏ nhập khẩu qua sàn. Bên cạnh đó, việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà sản xuất và ngành bán lẻ trong nước do hàng hóa nhập khẩu được hưởng nhiều lợi thế. Tháng 9 là thời điểm ghi nhận sự bùng nổ về lượt tìm kiếm du lịch Việt Nam của khách quốc tế cho dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới với mức tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực khi lượng tìm kiếm điểm đến tại đây từ khách du lịch quốc tế gia tăng mạnh trong 3 tháng du lịch vừa qua. Nếu tháng 7, lượng tìm kiếm đến Việt Nam chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, thì dữ liệu tháng 8 bắt đầu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ 31% về lượng khách quan tâm du lịch. Đáng chú ý, tháng 9 chứng kiến sự bùng nổ về lượt tìm kiếm với mức tăng 84% so với cùng kỳ năm trước, khi du khách quốc tế đang ráo riết tìm kiếm điểm đến cho dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Lượng du khách đến Việt Nam trong 9 tháng của năm 2024 cao hơn 43% so với cùng kỳ năm 2023. Với 12,7 triệu lượt khách quốc tế, con số này đã vượt qua tổng lượng khách của cả năm 2023. Đặc biệt, sự quan tâm của du khách đối với các khu vực trọng điểm phía Bắc Việt Nam vẫn rất khả quan sau những thiệt hại do bão Yagi đổ bộ vào ngày 7 tháng 9 gây ra. Lượt nhận phòng từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024 tại các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như Hà Nội, Sapa, Hà Giang, Vịnh Hạ Long, Hải Phòng và Cát Bà đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023, phản ánh sự quan tâm ổn định đối với những địa điểm du lịch này của khách quốc tế. Công an thành phố vừa tiến hành kiểm tra hành chính tại 3 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hành chính tại 3 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, gồm quán Maximus Law thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, quán Fleudor thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng và quán 191 Hồ Sen thuộc phường Hàng Kênh, quận Lê Chân. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trong số 391 khách đang có mặt tại 3 cơ sở kinh doanh trên có 59 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 4,04 gram ma túy tổng hợp, một điếu cần sa và tang vật liên quan. Hiện Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Nhân dịp này, lãnh đạo Công an thành phố cũng đã biểu dương, khen thưởng lực lượng tham gia phá án. Một trong những mối nguy hiểm lớn nhất đối với những bệnh nhân sốt xuất huyết là sự suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng. Khi số ca mắc tăng cao, lượng tiểu cầu sẵn có là không đủ để đáp ứng cho tất cả bệnh nhân. Lúc này, khả năng cứu người lại không còn chỉ nằm trong tay các bác sĩ mà phụ thuộc vào nguồn hiến tạng. Giảm tiểu cầu là một biến chứng nghiêm trọng của bệnh sốt xuất huyết. Nếu hạ tiểu cầu quá nhiều, người bệnh có thể bị chảy máu tự nhiên dưới da, chảy máu cam, chân răng, sốt huyết nội tạng. Do đó, nhu cầu về tiểu cầu trong mùa dịch sốt xuất huyết của các bệnh viện sẽ tăng cao hơn. Chính vì vậy, các cơ sở y tế rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có nguồn tiểu cầu từ người hiến máu tình nguyện, cấp cứu, điều trị cho người bệnh sốt xuất huyết nói riêng và bệnh nhân cần tiểu cầu nói chung. Người mà có đủ sức khỏe để đi hiến tiểu cầu là những người đã được hiến máu rồi, các anh chị đã hiến máu rồi và có tình trạng vậy là mà có ven rất là tốt để chúng tôi có thể lấy cái đơn vị tiểu cầu đấy ra. Còn những người đấy khoảng độ từ 50 cân trở lên và tốt nhất là trên 55 cân thì chúng tôi lấy nó sẽ thuận tiện hơn. Và những người mà đến chúng tôi sẽ phải làm xét nghiệm để sàng lọc để xem là có đủ cái lượng hiến tiểu cầu để hiến không, vì hiến xong cũng phải đảm bảo sức khỏe cho người hiến tiểu cầu nữa. Theo các chuyên gia y tế, tiểu cầu là tế bào rất nhỏ trong máu, được sinh ra từ tủy xương, làm nhiệm vụ cầm máu bằng cách tạo ra các cục máu đông, bịt các vết thương ở thành mạch máu. Hiến tiểu cầu hoàn toàn an toàn vì mỗi người hiến sử dụng một bộ gạn tách riêng. Quá trình lấy máu, ly tâm tách tiểu cầu và truyền máu trả lại cơ thể là vòng tuần hoàn khép kín trong bộ lọc riêng. Khối tiểu cầu là một loại chế phẩm máu rất đặc biệt, được sử dụng cho điều trị và dự phòng các biểu hiện chảy máu. Và mặc dù lượng tiểu cầu tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thời điểm này đáp ứng được nhu cầu của công tác khám chữa bệnh, tuy nhiên chế phẩm này chỉ có thời hạn bảo quản và lưu trữ rất ngắn, chỉ từ 3 đến 5 ngày. Do đó rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có nguồn tiểu cầu từ người hiến máu tình nguyện, cấp cứu điều trị cho người bệnh sốt xuất huyết nói riêng và bệnh nhân cần tiểu cầu nói chung. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.